Mới đây, ca sĩ Fale bất ngờ chia sẻ chuyện từng bị sẩy thai hơn 10 lần trước khi có con với chồng Hàn Quốc, khiến cộng đồng mạng xôn xao và để lại nhiều ý kiến trái chiều. Một số cho rằng Fale đang nói dối để tạo sự chú ý nhằm hâm nóng tên tuổi. Số khác thì tỏ ra đồng cảm với nỗi đau và khát khao làm mẹ của cô. Con gái của Fale ra đời vào tháng 10 năm 2020. Tên Honorasin, tên tiếng Việt là Thiên Ý, gọi ở nhà là Ốc. Cô cho biết bé Ốc đến mình chính là ý trời, bù đắp chuỗi ngày đằng đẵng khát con của cô. Trước đó, Fale từng phải nhờ bác sĩ can thiệp thêm hormone vào cơ thể, thậm chí chi hàng tỷ đồng để thụ tinh nhân tạo IVF, nhưng chưa thể giữ thai. Tuy nhiên, việc nữ ca sĩ có thai với ông xã người Hàn Quốc là hoàn toàn tự nhiên. Cô được chăm sóc sức khỏe rất kỹ đến khi đón em bé chào đời. Hiện tại, nhóc tì nhà Fale đã hơn 6 tháng tuổi, là một trong những em bé được truyền thông và cư dân mạng đặc biệt quan tâm bởi vẻ đẹp lai Hàn xinh xắn, đáng yêu. Bà mẹ một con tâm sự bản thân cô từng bị phán vô sinh. Chính vì thế khi bé Ốc ra đời hoàn toàn tự nhiên, không có bất kỳ sự can thiệp nào của bác sĩ khiến nữ ca sĩ cảm thấy đây chính là sự kỳ diệu mà ơn trên ban cho mình. Cô từng quen với việc hư thai đến mức trở nên vô cảm, không còn đau khổ rũ rượi như những lần đầu tiên. Sau mỗi lần mất con, Fale lại dành thời gian đi chơi, du lịch để vực lại tinh thần. Cô cảm thấy bản thân cần phải mạnh mẽ mới có thể an ủi được cha mẹ và gia đình mình. Trong suốt quá trình mang thai bé Ốc, Fale đã tự động viên bản thân rất nhiều nhưng nỗi đau mất con đã ám ảnh trong cô. Ngay cả khi con chào đời, câu đầu tiên Fale hỏi bác sĩ chính là nó còn sống không. Nhiều lần bà mẹ trẻ giật mình tỉnh dậy giữa đêm, đưa tay sờ lên mũi xem con còn thở không. Đến nay, dù con gái đã được 6 tháng tuổi, Fale vẫn chưa thể tin phép màu đã đến bên mình. Fale cho biết nguyên nhân khiến cô khó có con là do lượng hormone nam trong cơ thể quá cao. Bác sĩ còn từng khẳng định Fale làm mẹ là điều gần như không thể. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên mang thai mình đã vui như thế nào. Lúc ấy, tôi háo hức đến mức báo cho cả nước biết. Bạn bè, gia đình ai cũng mừng, cưng chiều như tôi là trung tâm của vũ trụ. Mọi người gửi không biết bao nhiêu rau củ quả, thức ăn cho tôi tẩm bổ. Thế rồi xảy ra chuyện không như ý, bao nhiêu người vui thì bấy nhiêu người buồn. Vấn đề là bác sĩ giỏi đến mấy cũng không tìm được lý do sẩy thai trong khi tôi rất giữ gìn. Nỗi đau ấy quá lớn, chồng chất ám ảnh mọi lúc. Đến nỗi tôi nghĩ mình không có con cũng chả sao nếu đó đã là do cơ địa, Fale tâm sự. Chính vì thế, sau khi sinh con, Fale và ông xã người Hàn Quốc dành sự quan tâm đặc biệt và chăm sóc chu đáo nhất cho con gái về mọi mặt. Nữ ca sĩ khẳng định, dù lần đầu làm mẹ nhưng cô tự tin về kiến thức chăm sóc con của mình. Bé Ốc ngày càng phát triển tốt và cứng cáp. Cô bé đã có thể ngồi vững từ tháng thứ 5 và rất ngoan ngoãn, vui vẻ, hay cười. Nữ ca sĩ cũng tiết lộ, suốt thời gian qua cô phải chăm con một mình vì ông xã người Hàn phải về nước chăm mẹ bệnh. Khủng hoảng sau sinh khiến Fale gần như rơi vào trầm cảm, phải đấu tranh tâm lý một thời gian dài. Chính tình yêu dành cho chồng con đã giúp Fale thoát khỏi những luồng tiêu cực. Chỉ cần nhìn con cười, bà mẹ trẻ cảm thấy tất cả những hy sinh của mình đều trở nên ý nghĩa. Thông qua chia sẻ của mình, Fale muốn an ủi, động viên tinh thần những người phụ nữ không may mang tiếng cây độc không trái. Mình kể câu chuyện ở đây chỉ muốn nói con cái là cái duyên. Nhiều khi bé yếu quá không sinh ra được là cái may mắn cho con, là lỗi ghen này nọ. Nếu con ra đời có khi bệnh tật tội con hơn, nghĩ như thế cho nhẹ lòng. Đừng từ bỏ hy vọng nhé các chị em. Cứ sống tốt sống hết mình từ từ rồi cũng sẽ đâu vào đấy. Nếu cuộc đời đã chia cho mình lá bài tôi thì mình nhất định phải trở thành một người chơi lì lợm. Vững tin và lạc quan nhé các bạn tôi, trời có mất chứ không phải không đâu. Qua bao nhiêu trải nghiệm thì giờ mình mới dám kết luận như thế. Ông trời sẽ an bài hết, nữ ca sĩ chia sẻ. Dưới chia sẻ của Fale, nhiều bình luận bày tỏ sự bất ngờ khi biết số lần sẩy thai của cô, đồng thời chúc mừng nữ ca sĩ đã thỏa ước mơ làm mẹ sau bao ngày trông ngóng.